World Cup 2022, Ả Rập Xê Út đã tạo địa chấn khi đánh bại Argentina. Theo báo giới Ả Rập Xê Út, tuyển quốc gia của họ đã tạo nên địa chấn khi đánh bại Argentina trong trận mở màn bảng C tại World Cup 2022. Theo tờ An Watan, tuyển Ả Rập Xê Út vừa làm nên lịch sử khi trở thành đội bóng châu Á đầu tiên có được chiến thắng trong trận mở màn World Cup 2022. Sau khi bị Argentina dẫn trước ở đầu hiệp 1, đội bóng của huấn luyện viên Herve Renac đã có cuộc ngược dòng ngoạn mục trong hiệp 2 để đánh bại gã khổng lồ Argentina với tỷ số 2, một nhờ công của Saleh Ansari và Salem Andawari. Họ đã làm nín lặng những kỳ vọng của thế giới khi đánh giá Ả Rập Xê Út sẽ thua với tỷ số đậm trước Argentina. Ả Rập Xê Út đã tạo nên địa chấn ở World Cup 2022, theo tờ An Watan. Trong khi đó, tờ An Arabia trận thắng gây sốc của Ả Rập Xê Út trước Messi và các đồng đội được ca ngợi khắp thế giới Ả Rập. Gã khổng lồ Nam Mỹ đã chiến đấu trong suốt phần còn lại của hiệp 2 nhưng không thể giành lại chiến thắng, phần lớn là do màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Mohamed Anwais. Nên nhớ, đây mới chỉ là lần thứ 6 tuyển Ả Rập Xê Út tham dự giải đấu lớn nhất của bóng đá, trong khi tuyển Argentina có lần thứ 18 tham dự giải đấu này với hai lần vô địch năm 1978 và 1986, tờ An Arabia viết. Đông đảo người hâm mộ từ Ả Rập Xê Úc và thế giới Ả Rập cũng đã đăng đàn trên mạng xã hội để bày tỏ sự vui mừng trước màn trình diễn ngoài mong đợi của thầy trò huấn luyện viên Herver Renat. Theo tờ An Arabia, Thủ tướng UAE, Sheikh Mohammed bin Rashid sau trận đấu đã viết trên tài khoản mạng xã hội để chúc mừng Green Falcon, biệt danh của tuyển Ả Rập Xê Úc, gọi màn đánh bại argentina là một chiến thắng xứng đáng và ca ngợi tinh thần của tuyển ả rập xê út chiến thắng của ả rập xê út còn đặc biệt hơn vì giải đấu năm nay là kỳ world cup đầu tiên được tổ chức ở trung đông